Xin chào, tôi là Ihara, giám đốc công nghệ máy sấy lạnh Sasaki. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn sự khác nhau giữa phương pháp sấy lạnh và phương pháp sấy truyền thống. Bạn có biết công nghệ sấy có thể là yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm của bạn? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay trong video này. Công nghệ sấy truyền thống là phương pháp đã tồn tại từ lâu, dùng nhiệt độ cao để loại bỏ nước từ sản phẩm. Cách làm này có thể làm mất đi 30-50% dưỡng chất quan trọng trong nguyên liệu, làm sản phẩm biến đổi màu sắc, mùi vị và giảm giá trị dinh dưỡng. Để khắc phục nhược điểm của công nghệ truyền thống, Sasaki đã phát triển công nghệ sấy lạnh tiên tiến, giữ nguyên màu sắc, hương vị và đến 95% dưỡng chất của sản phẩm. Máy sấy lạnh Sasaki sấy ở nhiệt độ thấp dưới 20 độ C, công nghệ này giúp sản phẩm khô từ ngoài vào trong mà không bị biến chất. Khi đặt hai công nghệ này lên bàn cân, có thể thấy sự khác biệt rõ rệt. Sấy truyền thống làm giảm dưỡng chất, khó bảo quản lâu dài và sản phẩm dễ bị hỏng. Trong khi đó, công nghệ sấy lạnh của Sasaki không chỉ giữ trọn giá trị dinh dưỡng mà còn gia tăng thời gian bảo quản, giúp doanh nghiệp dễ dàng xuất khẩu. Đừng để công nghệ cũ làm giảm giá trị sản phẩm của bạn. Hãy chọn máy sấy lạnh Sasaki để đảm bảo chất lượng, tăng năng suất và tối ưu chi phí ngay hôm nay.